Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lễ khánh thành tượng đài Vladimir Lenin diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành biểu tượng tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và người dân tỉnh Ulyanovsk của Nga trao tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Phó chủ tịch tỉnh Ulyanovsk Oleg Kabanov cho biết vùng Ulyanovsk và Việt Nam có quan hệ hữu nghị và đối tác bền chặt trong nhiều thập kỷ. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Ulyanovsk gần 40 năm qua và hiện nay có hơn 200 gia đình Việt Nam sinh sống ở đó. Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Besdetko khẳng định tượng đài là một biểu tượng mới của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa vùng Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước nói chung như một lời nhắc nhở về những lý tưởng cao đẹp của Vladimir Ilich Lenin và bác Hồ, những lý tưởng vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Trước đó năm 2017, hai tỉnh đã khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk, sự kiện nổi bật đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Vladimir Ilich Lenin là một công trình văn hóa có ý nghĩa, địa chỉ đỏ để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga khi đến thăm tưởng nhớ về người, về quê hương và cội nguồn. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam xa xứ, là nơi để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Công trình tượng đài Vladimir Ilich Lenin tại thành phố Vinh là biểu tượng văn hóa nghệ thuật thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó của nhân dân hai tỉnh. Từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, hai bên sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch. Trước đó, tháng 6 năm 2023, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại thành phố Saint Petersburg, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Hai công trình trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nga qua thời gian. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Nga ngày nay không ngừng được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước củng cố, vun đắp tình cảm đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Nga hiện nay đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết, tình hữu nghị quốc tế. Qua nhiều thế hệ, hai bên chia sẻ với nhau không chỉ những thách thức khó khăn mà cả những khoảnh khắc vinh quang, hạnh phúc, thấm đượm tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ông Nguyễn Đăng Phát, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga khẳng định, quan hệ Việt Nga với nền tảng trước đây là quan hệ Việt Xô là tình cảm nặng nghĩa nặng tình nhiều công trình mang dấu ấn hữu nghị Việt Xô như thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An, cầu Thăng Long, vân vân. Ông phát cho biết, trong bối cảnh thế hệ người trẻ Việt Nam không biết nhiều về Nga như thế hệ đã lớn tuổi, Hội hữu nghị Việt Nga và Hội hữu nghị Nga Việt đang tổ chức nhiều hoạt động để thu hút giới trẻ. Cuộc thi vẽ tranh Em vẽ nước Nga, Em vẽ Việt Nam đã được tổ chức 8 lần. Năm 2023, cuộc thi thu hút số lượng kỷ lục người tham gia với 17.000 học sinh khắp cả nước gửi tranh về tham dự. Ông cũng cho biết, ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nga gồm 95 thành viên, trong đó có một số lãnh đạo doanh nghiệp. Hội đã đề xuất thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nga, bởi Hội hữu nghị Nga Việt phía bạn đã có trung tâm kinh doanh. Ngoài Bộ Công thương, hai đầu mối này sẽ giúp tìm hiểu nhu cầu, cơ hội hợp tác của hai bên. Một số địa phương của Nga đang có nhu cầu hợp tác với địa phương Việt Nam, vì vậy ông phát hy vọng sẽ sớm thấy kết quả. Ông Phan Anh Sơn, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO cho biết, các tổ chức thuộc VUFO đã và đang phối hợp với các tổ chức của Nga giới thiệu nhiều đoàn sang làm việc, tìm hiểu, mở rộng, tăng cường hợp tác trên kênh doanh nghiệp. Về hợp tác giáo dục, Trung tâm Văn hóa Nga tại Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động. Hàng năm, Trung tâm cung cấp 1.000 suất học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam sang Nga học tập. Ngoài ra, còn có nhiều trường triển khai hoạt động hợp tác riêng. Gần đây, Hội hữu nghị Việt-Nga ký thỏa thuận hợp tác với một trường đại học của Nga để phát triển các chương trình giảng dạy tiếng Nga ở các trường đại học Việt Nam. Ông Sơn tiết lộ sẽ có một hoạt động mới trong năm 2025 nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. VUFO sẽ cùng các đối tác Nga tổ chức diễn đàn nhân dân Việt Nam Liên bang Nga lần đầu tiên. Hai bên đang trong quá trình chuẩn bị, kỳ vọng diễn đàn sẽ kéo theo các hoạt động xúc tiến doanh nghiệp, trao đổi học thuật, vân vân. Theo tờ The Economist, các vệ sĩ của Tổng thống Putin, những người tự gọi mình là những người lính ngự lâm thuộc một đơn vị đặc biệt trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSO, bắt nguồn từ năm 1881 khi Sa hoàng Alexander Đệ Tam đã cho các vệ sĩ bảo vệ mình sau vụ ám sát cha ông bằng bom. Theo trang Russia Beyond, nhiều tháng trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin rời khỏi điện Kremlin để xuất hiện trước công chúng ở bất cứ đâu, đội an ninh của ông đã có mặt trước đó. Đầu tiên, họ phân tích tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra như hoạt động tội phạm, bất ổn xã hội, kiểm tra xem công chúng sẽ phản ứng như thế nào và thậm chí cả nguy cơ xảy ra thiên tai như động đất hoặc lũ lụt trong khu vực khi chuyến thăm diễn ra. Khoảng một tháng trước chuyến thăm của Tổng thống Nga, các thành viên của đội an ninh đã đến nơi để điều phối kế hoạch an ninh với chính quyền địa phương và kiểm tra nơi Tổng thống sẽ ở. Mọi thứ đều được sửa chữa, kể cả tay nắm cửa, để trong thời gian Tổng thống lưu trú, không có kỹ thuật viên hay thợ sửa chữa nào cần vào khu vực đó. Các kỹ sư và kỹ thuật viên công nghệ thông tin của đội an ninh lắp đặt thiết bị gây nhiễu để chặn mọi tín hiệu kích nổ vô tuyến truyền đến vị trí của Tổng thống. Thiết bị do đội giám sát của Tổng thống thao tác sẽ gửi tín hiệu tới tất cả điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác ở gần vị trí của Tổng thống để kiểm soát mọi hoạt động đáng ngờ. Chỉ sau khi các công tác chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đã được thực hiện thì Tổng thống Nga mới đến và lực lượng an ninh mới bắt tay vào công việc ngay lập tức. Theo Russia Beyond, cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống Nga được gọi là cơ quan bảo vệ liên bang. Hồ sơ nhân viên và tài chính của cơ quan này chỉ được công khai một phần, nhưng các nguồn tin bám chính thức cho biết tổng số nhân viên của nó lên tới hơn 50.000 người. Ngoài Tổng thống, cơ quan bảo vệ liên bang Nga thực sự phải đảm bảo an ninh cho nhiều người đối với các chính khách khác an ninh cá nhân có thể được đảm bảo theo lệnh đặc biệt của tổng thống nga cơ quan an ninh liên bang là một đơn vị đặc biệt đảm bảo an ninh cá nhân của tổng thống nga điều đáng ngạc nhiên là yêu cầu của công việc này không bao gồm kinh nghiệm thực chiến không có chuyện lực lượng bảo vệ tổng thống sẽ phải bố trí phục kích trên đường mòn trên núi hoặc nhảy dù một cựu nhân viên an ninh của tổng thống nga cho biết như vậy người này nói thêm kinh nghiệm chiến đấu rất hữu ích nhưng nó thường không được áp dụng trong công việc của chúng tôi. Trong chiến tranh, bạn cần tấn công, còn vệ sĩ chỉ nên bảo vệ quan chức khỏi ai đó vô hình. Đây là lý do tại sao các cựu đặc vụ cảnh sát không phù hợp với công việc này. Một vệ sĩ phải có tâm lý tác nghiệp, nghĩa là có thể lường trước và ngăn chặn các mối đe dọa và thực hiện việc này mà không bị người khác chú ý. Mỗi khi xuất hiện ngoài trời trong khi công du FSO luôn đảm bảo rằng Tổng thống Putin được bảo vệ bởi ít nhất 4 lớp an ninh. Lớp đầu tiên là các đặc vụ luôn theo sát Tổng thống, có nhiệm vụ như những lá chắn thép. Lớp thứ hai là đặc vụ mặc thường phục, sẽ hòa vào đám đông để phát hiện đối tượng khả nghi. Lớp thứ ba là các đặc vụ bao quanh đám đông. Và lớp thứ tư là các xạ thủ bắn tỉa từ xa. Ngoài ra, trong quá trình Tổng thống Nga xuất hiện ở những không gian công cộng rộng rãi, thiết bị bảo vệ bổ sung có thể được lắp đặt. Khi di chuyển trên đường, Xe chở ông Putin sẽ đi giữa một đoàn xe tải bọc thép hạng nặng chở những đặc vụ được trang bị AK47, súng phóng lựu chống tăng và tên lửa phòng không di động. Ngoài việc đảm bảo an ninh sát sườn, FSO cũng chú trọng mọi chi tiết khi tổng thống Putin ra nước ngoài. Theo đó, chủ nhân điện Kremlin có đầu bếp riêng mỗi khi công du, thực phẩm được chuẩn bị từ trước và có một đội ngũ kiểm tra mọi bữa ăn. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết đảm bảo an ninh cho tổng thống chính là tự bản thân ông. Theo một số cựu quan chức an ninh của tổng thống Nga từng có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan mật vụ Liên Xô và Nga, tổng thống Putin là một quan chức gần như dễ quản lý, ông biết rằng đội bảo vệ của ông đang làm gì và ông luôn tuân thủ các yêu cầu bảo mật của họ. Financial Times thời báo tài chính của anh vừa có bài viết đánh giá rằng chỉ trong vòng 9 tháng qua, Việt Nam đã đón tổng thống Mỹ Joe Biden, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đang đón tổng thống Nga Vladimir Putin những chuyến thăm này cho thấy Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại khéo léo. Bài viết nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam diễn ra chưa đầy một năm sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ. FT dẫn lời nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia tại Viện IC Chusok Isaac ở Singapore, đánh giá Việt Nam chủ động trung lập, khác với những quốc gia thụ động hơn. Hà Nội biết mình phải tích cực cân bằng các quyền lực khác nhau, vì đó là cách để Việt Nam có lợi ích từ cả ba cường quốc bài viết đề cập chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam được triển khai từ mấy thập kỷ trước, khi Hà Nội quyết định trở thành bạn của tất cả các nước. Bài viết giải thích về chính sách đối ngoại mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi bằng khái niệm ngoại giao cây tre, với ý nghĩa gốc khỏe, thân vững, canh uyển truyền. Với chủ trương này, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Khi thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi việc nâng cấp quan hệ đối tác như một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. FT dẫn lời nhà nghiên cứu Susanna Patton, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Y, nước Úc, đánh giá Việt Nam rất khéo léo trong điều hướng mối quan hệ với Trung Quốc bằng cách giữ cân bằng hợp lý giữa thách thức và tôn trọng. Các nhà phân tích nói với FT rằng lãnh đạo Việt Nam rất thực tế trong chính sách đối ngoại và hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ với đa phương để có thể vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng. Bài viết dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cấp cao và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại ICIS, cho rằng việc tiếp đón Tổng thống Nga Putin là vấn đề nguyên tắc để Việt Nam thể hiện sự cân bằng và đa dạng trong chính sách đối ngoại của mình. Ông Hiệp nói, Việt Nam có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc và điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ các đối tác khác nhau.